Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài 123 của bài số 4 rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 4 à 4 và bài số 5 ha. 123 thôi. Trong clip trước 123 phải không? Giờ chúng ta đi sang bài số 4, thầy nói nhầm em nha. Trục căn thức ở mẫu. Nhớ trục căn thức ở mẫu thì gồm có mấy dạng? Có 3 dạng. Có đúng không? Cái dạng thứ nhất á, nghe thì nó sẽ cái dạng thứ nhất là cái dạng là a trên căn 2 của b, thì chúng ta dạng này người ta nhân căn 2 của b, đây nhân căn 2 của b, đây là dạng 1. Nếu mà dạng 2 á, có dạng là c trên cho a cộng, giải trừ cộng trước ấy, căn hộ b, thì chúng ta nhân liên hợp. Nha, ở dạng này thì chúng ta nhân với lại gì em, a trừ căn 2 của b, ở đây cộng thì chúng ta sẽ nhân cho trừ, đấy, trừ căn 2 của b. Đó, hiểu chưa? Còn nếu đây trừ thì chúng ta sẽ nhân lên cho cộng. Còn nếu dạng 3 ta có là c trên căn 2 của a trừ căn 2 của b đi, ví dụ thế, thì đây chúng ta sẽ nhân liên hợp tiếp là căn 2 của a, ở đây trừ chúng ta sẽ nhân cho cộng. Đó, hiểu chưa? Còn nếu đây cộng thì chỗ này chúng ta nhân trừ, ở đây nhân trừ, chứ không thể như vậy. Hiểu không? Đấy. Rồi, ta phải nhớ thầy ba công thức này để chúng ta làm bài số 4 này. Ở cái bài A này thì nó rơi vào dạng mấy? Dạng 1 này. Đây là A, đây là B này, thì chúng ta sẽ nhân B ở đây là chúng ta nhân cái căn này thôi này, chứ đừng có nhân hai căn 2 của 3, mà chúng ta chỉ cần nhân căn 2 của 3 thôi. Các hiểu không? Ta có 9 nhân căn 2 của 3, ở đây là 2 căn 2 của 3, ta nhân căn 2 của 3. Nhưng mà ra được 9 căn 2 của 3. Ở đây 2 căn 2 của 3 nhân căn 2 của 3 thì ra căn 2 của 3 bình phương thì thằng này sẽ bằng 3. Như vậy bằng 9 căn 2 của 3 trên ở đây 6. Chúng ta rút gọn, ở đây chia 3 đi, chia 3 thì ra được là 3 căn 2 của 3 trên 2. Xong. Được chưa? Câu B. Câu B bằng này. Thì chúng ta sẽ ra được là căn 2 của 2 nhân căn 2 của A. Căn 2 của A nhân căn 2 của A. 2 căn 2 của A ở đây là thằng này là ra được là giá trị đốt của A đúng không? Thì bằng 2 căn 2 của A trên A. Xong. Tại vì điều kiện của ta này, A lớn không này. Là xong dạng 1. Chắc mỗi dạng người ta cho 2 bài. Đúng không? Câu C này. Câu C thì rơi vào dạng 2 này. Ở đây thấy trừ không? Ở đây em thấy trừ không? Trừ thì nhân với cộng. 7 nhân ở đây cho 3 cộng căn 2 của 2. Trên ở đây cho 3 trừ căn 2 của 2, ở đây là 3 cộng căn 2 của 2, đúng chưa? Bằng 7 nhân ở đây kể nó, để đó đi, đừng nói làm như đó. Ở đây á thì ở đây thì chúng ta có dạng là a trừ b nhân a cộng b, thì ra được ở đây là 3 bình phương trừ căn bậc 2 bình phương ở đây, có đúng không? Thì trên tử này đây là 7 3 cộng căn 2 của 2, ở đây là 9 trừ mấy? 9 trừ 2. Chứ nó 9 trừ 2 thì bằng 7. Chứng tỏ thì thằng này sẽ bằng là 7 3 cộng căn 2 của 3 của 2. Ở đây chia 7 thì kết quả 7 chia 7 này hết, nó còn lại là 3 cộng 3 căn 2 của 2. Xong. Hiểu chưa? Hiểu câu C chưa? Đó. Ở đây trừ, ở đây trừ thì người ta sẽ nhân đây cho cộng. Ở tử nhân ở mẫu nhân cộng thì trên tử cũng sẽ nhân cộng. Giờ câu D. Câu D thầy làm ở đây nha, do ở trong sách nó đấy rồi, bằng này. Ở đây thấy cộng không? Cộng thì chúng ta nhân trừ. Như vậy 5 căn 2 của x cộng 3. Ở đây cộng, ở đây cộng thì thầy chỉ nhân ở đây cho trừ. Trừ này. Căn 2 của x cộng 3 sẽ nhân cho căn 2 của x trừ 3. Ở đây sẽ ra được là 5 căn 2 của x trừ 3. Ở đây ra được là x trừ mấy? Trừ 9 đúng không? X trừ 9. Đúng không? Có dạng là A cộng B nhân A trừ B bình phương, ra được A bình trừ B bình này. Rồi xong. Ở đây đâu có làm gì được nữa, để đó. Như vậy dạng 1 và dạng 2 là chúng ta làm xong rồi đó. Ta đi sang câu E và câu G nha. Ở đây là dạng 3 này. Ở đây chúng ta thấy cộng. Cộng thì chúng ta sẽ nhân cho trừ. Đúng không? Như vậy ra được là căn 2 của 3 trừ căn 2 của 2.
căn 2 của 3 cộng căn 2 của 2. Nhân ở đây cho cộng thì chúng ta nhân trừ căn 2 của 3 trừ căn 2 của 2. Thì chúng ta cũng sẽ nhân ở đây căn 2 của 3 trừ căn 2 của 2 ở đây. Bạn tiếp. Hai này giống nhau, giống nhau thì ra được bình phương thôi, căn 2 của 3 trừ căn 2 của 2 bình phương. Đây có dạng là a cộng b nhân a trừ b thì nó ra được là gì? 3 trừ 2. 3 trừ 2 bằng 1 thì kết quả đây bằng căn 2 của 3 trừ căn 2 của 2 tất cả bình phương. Xong. Ta để đó đi. Khỏi cần phải phân tích. Còn nếu như mà các em thích phân tích hàm mạng thức cái thằng này ra cũng được. Nếu phân tích nè, thằng này bình phương thì ra được 3 trừ 2 3 nhân 2 là bằng 6, thằng này bình phương là bằng 2. Như vậy 3 cộng 2 là bằng 5 trừ 2 căn 2 của 6. Xong. Nếu em các bạn mà để như này vẫn đúng, còn không các bạn đưa ra như này vẫn đúng, tại vì thằng này đây chính là hàng mạng thức có a trừ, có dạng là a trừ b tất cả bình phương, hiểu chưa? Để đó ta sẽ đi sang câu cuối cùng. Câu cuối cùng ở đây là có dạng là căn 2 của a trừ căn 2 của b thì chúng ta sẽ nhân với căn 2 của a cộng căn 2 của b. Nha, trừ thì chúng ta sẽ nhân thành cộng, mà cộng nhân thành trừ. Rồi. Thằng này cứ để đó. Thằng này thì a trừ b nhân a cộng b thì nó ra được ở đây là x trừ gì? X trừ 3. Từ đây thì đâu làm gì được nữa đâu ta, đâu rút gọn được. Hiểu không? Hả? Xong rồi đó. Đây nghe. Kết quả chi tiết này. Thầy đã làm rồi. Đã giảng rồi. Chứ không phải là không giảng. Ha. Chứ không phải đùng đùng đưa ra được đáp án chi tiết thôi chứ làm gì nữa. Đâu phải thầy quan. Không? ABC nè. D. Xem thầy D với E. Được chưa? Câu G nè. Đó. Chúng ta sẽ đi sang bài cuối cùng là bài số 5 các em nha. Bài số 5. Bài số 5. Ở đây người ta yêu cầu người ta rút gọn cái biểu thức này. Các em thấy dài không? Dài đúng không? Dài. Nhưng mà có cách làm á. Thầy sẽ phân tích trước. Các em nhìn này. Gặp những cái dạng này thì bắt buộc người ta phải quy đồng mẫu. Để quy đồng mẫu, các bước quy đồng mẫu và làm những cái dạng này thì bắt buộc người ta phải đi tìm mẫu thức chung. Điều kiện thì ở đây người ta đã cho rồi. Nếu ở đây người ta không cho điều kiện xác định thì bắt buộc người ta phải đi tìm điều kiện xác định trước. Nhưng ở đây đã có ở đây rồi thì người ta sẽ đi tìm quy đồng mẫu. Và để quy đồng mẫu thì chúng ta phải đi tìm cái mẫu thức chung. Mẫu thức chung của chúng ta, thầy đố em ba cái mẫu này, mẫu nào bao nhiêu là mẫu thức chung. Thì em để ý này, chúng ta phải nhớ cái hằng thức này, a bình trừ b bình sẽ bằng là a trừ b nhân a cộng b. Nhưng mà có phải hai thằng này nhân lại với nhau thì bằng đúng thằng này không? Có phải không? Có phải là căn bậc 2 của A trừ căn bậc 2 của B nhân với căn bậc 2 của A cộng căn 2 của B. Có phải cái này nó ra được là căn bậc 2 của A tất cả bình phương trừ căn 2 của B tất cả bình phương không? Thì thằng này nó đưa về giá trị đốt của A trừ giá trị đốt của B. Trong khi đó điều kiện của ta này A lớn bằng 0, B lớn 0 thì nó ra được A trừ B. Chứng tỏ hai thằng này nhân lại với nhau thì bằng chính thằng này. Như vậy mẫu thức chung ta đã chính là thằng này, hay nói cái khác là hai thằng này nhân lại với nhau, hiểu chưa? Mẫu thức chung đã chính là căn 2 của a trừ căn 2 của b, đúng không? Nhân ở đây cho gì? Căn 2 của a cộng căn 2 của b, và cái này chính là bằng a trừ b. Chúng ta ghi cái này cũng được mà ghi cái này cũng được, ok, hiểu chưa nào? Như vậy thì ở đây có mấy mẫu,
1, 2, 3, 3 phân thức. 1 này, trừ đi lại, 2 này, trừ đi lại, 3 này. Rồi, ghi mẫu chung, mẫu thức chung thì chúng ta có thể ghi cái này cũng được, mà ghi cái này cũng được. Nha, thầy sẽ ghi cái này đây. Nó ra được là căn 2 của A trừ căn 2 của B. Ở đây căn 2 của A cộng căn 2 của B. Căn 2 của A trừ căn 2 của B. Căn 2 của A cộng căn 2 của B. Rồi. Thằng này thì A trừ B, bản chất nó là A trừ B rồi thì chúng ta thôi cứ để A trừ B ở đây đi. Tại vì A trừ B thì bằng hai này nhân với nhau, đáng lẽ thầy ghi là cái này ghi giống y như chỗ này, nhưng mà hai thằng này lại bằng nhau thì muốn ghi cái nào cũng được. Nhưng mà bản chất ở đây nó đã có cái này giống rồi thì thầy vẫn để đây luôn. Còn trên tử là gì? Thầy chỉ ghi là này, căn 2 của A, căn 2 của B. Ở đây là 2B ghi lại, bây giờ nhân. Nhân với thừa số phụ. Nhân với thừa số phụ. Các bước quy đồng thì chúng ta đã được học ở chương trình lớp 8 rồi. Lấy mẫu thức chung ở đây, chia cho mẫu thứ nhất. Lấy mẫu thức chung chia mẫu thứ nhất thì các em thấy A, căn 2 của A trừ B, căn 2 của B thì thằng này hết, nó còn lại thằng này. Nên chúng ta lấy cái thằng thừa số phụ này, chúng ta nhân lên đây. Căn 2 của A cộng căn 2 của B. Ok chưa? Lấy này quy đồng ở đây thì thằng này với thằng này trừ tiêu. Đấy, thằng này trừ tiêu, nó còn lại cái đây. Chúng ta nhân ở đây. Lấy thằng này chia thằng này, giống nhau bằng 1. Ngay chỗ đây chúng ta sẽ nhân số 1. Cái số 1 này chúng ta không cần phải nhân cũng được, ngầm hiểu. Nhưng mà thầy ghi để chúng ta hiểu cho sâu á. Bây giờ cùng mẫu rồi đúng không? Cùng mẫu rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ như thế nào em? Ta nhân vô này. Láng này nhân vào đây. Căn 2 của A nhân căn 2 của A thì bằng A này. Căn 2 của A nhân căn 2 của B thì trở thành là căn 2 của AB này. Ta lòng vô. Trừ này. Căn 2 của B nhân căn 2 của A thì nó trở thành là căn 2 của AB này. Tại vì B nhân A, trong toán học B nhân A thì bằng A nhân B. Này giống nhau nha. Căn 2 của B trừ căn 2 của B thì ở đây có dấu trừ này, lưu ý này, ở đây có dấu trừ này. Nên chỗ này chúng ta nên mở ngoặc đi. Trừ B này, đó. Chỗ đây là trừ mấy B nữa, trừ 2B này. Xuống như đây, chúng ta nên ghi lại ở đây là A trừ B. Tại vì A trừ B thì nó bằng thằng này. A trừ B thì bằng thằng này. Các em hiểu không? Thằng này đã chính là A trừ B, đây A trừ B và đây A trừ B, chúng ta ghi lại là phát là A trừ B. A cộng căn 2 của AB ở đây. Gì ở đây? Bỏ ngoặc ra, trừ căn 2 của AB cộng căn cộng cho B, ở đây trừ cho 2B. Ở đây cộng B nhá. Đây là A trừ B. 2 này trừ tiêu. Còn lại AB trừ 2B là bằng trừ B. Chứng tỏ ở đây bằng 1. Xong. Cái bài này thấy đơn giản gọn chưa? Khi chúng ta rút gọn ra được số 1. Hiểu chưa? Ok, như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái phần bài tập cuối chương. Thầy em, các bước làm rất là chi tiết luôn. Như vậy thì clip hôm nay tới đây kết thúc nha. Chúc em học tốt, bye bye. Trong clip sau thầy quay cho em phần bài tập cuối chương nha. Ok. Rồi. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.